Dạ em mến chào cô chú anh chị ha. Hôm nay em lên phôi với Mỹ mà cây nhỏ cô chú anh chị. Một combo vậy là 10 cây nha. Rồi em shop nhà vườn của em là ở Cờ Đỏ, Cần Thơ. Em tên là Kiều Loan. Số điện thoại của em là 0379131490, cũng là số Zalo của em. Bên shop em là bao sống bao ship nha cô chú anh chị. Mà hôm nay là bán là lô vậy là 10 cây nha, chứ không có bán lẻ nha cô chú anh chị, thông cảm giùm em ha. Tại vì giá rẻ cái em gửi lẻ em không có lời, em lỗ cái em không có gửi được. Mua 10 cây giùm em ha. Rồi, 5 cây đầu tiên là A nè. Là cô chú anh chị mua thì đọc cái mã đầu tiên giùm em ha, A B C này kia gì đó. Rồi em đo hoành bự nhất với nhỏ nhất nha cô chú anh chị, lô 10 cây nha. Hoành bự nhất là 17. Nhỏ nhất là 11 nha cô chú anh chị, là 10 cây. Chiều cao thì 50-60 đổ lại nha cô chú anh chị. Này, này là 5 cây đầu tiên nè, 5 cây A. Rồi còn 5 cây nữa là 10 cây A nha cô chú anh chị. Giá này là 500, 10 cây này là 550.000. Em bao ship bao sống toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Rồi tới 5 cây tiếp theo là 10 cây A nha cô chú anh chị. Nhớ là mua là đọc cái mã số đầu tiên giùm em ha. Nè, tại vì em bán có bự có nhỏ mà em lấy đồng giá luôn nha. Đây, 5 cây tiếp theo là 5 cây A là 10 cây nha cô chú anh chị, 10 cây A đó. Rồi tới là 10 cây B nha cô chú anh chị. Là mua đọc cái mã số ABC này ghi đó cho em nè, em biết. Em không có bán lẻ, em chỉ bán 10 cây thôi. Rồi 10 cây B. 10 cây B có giá là 700.000. Cây bự nhất, để em đo cây bự nhất. Cây bự nhất là hoành 16. Nhỏ nhất là 12, 13 nha cô chú anh chị. 10 cây bơi 700.000. Em bao sống bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Mua về ghép thái hoặc là cẩm thạch chơi nha cô chú anh chị. Mua về mình ghép mình bán cũng được. Rồi tới này là 10 cây bơi nè. 5 cây này nữa là 10 cây. Mua đọc mã số giùm em. Dựng cái cây này. Dựng cây này. Rồi có cây này to chứ nè. Này 5 cây bơi nữa nha cô chú anh chị. Đây. Mua hoặc à. Cây gì ngã. Nhiều quá nó ngã cô chú anh chị thông cảm. Hay là gọi đá 10 cây B. Rồi em đến tới 10 cây C. Rồi, này là 10 cây C 650.000 nha cô chú anh chị. Để em đo hoành bự nhất. Bự nhất là 19-20 cô chú anh chị. Nhỏ nhất là 13-14. Đây là 10 cây C 650.000. Rồi tới 5 cây C nè. Rồi, cái này là 5 cây C, cây nhỏ nhất nha. Cây nhỏ nhất là 10 đó, cái lô C là cây nhỏ nhất là 10 cô chú anh chị. Rồi tới D. 5 cây D. Lô này 700. D là lô 700, 10 cây. Hoành lớn nhất là 17. Nhỏ nhất là 11. Là em bán là lộn xộn, có nhỏ có bự nha cô chú anh chị. D là 700 nha cô chú anh chị, 10 cây. Rồi tới 5 cây D nữa nè.
5 cây e cô chú anh chị. Nè, e là e lô này là 700 10 cây. Này 5 cây đầu cô chú anh chị. Hoành là 19. Là em bán là có bự có nhỏ, nhỏ nhất là 11, lớn nhất là 19. Là em bán có nhỏ có bự này là 5 cây e, có giá là 700. Rồi tới 5 cây e tiếp theo. Đây 5 cây e tiếp theo. Lô e này là 700 nha cô chú anh chị. Tới 10 cây ép nha cô chú anh chị. Tới lô ép 10 cây. 5 cây đầu. Cái này là 5 cây đầu. Bỏ xuống cây luôn. Này 5 cây đầu nha cô chú anh chị, đem đo khoan hoành bự nhất. Cây đều đều không ha. Bự nhất là hoành 17. Tính ra có mấy chục ngàn cây hả cô chú anh chị. Cô chú anh chị mua lần 10 cây nha. Hoành nhỏ nhất là 11. Là lô này ép 700. Nè 5 cây đầu. Rồi tới 5 cây 5 cây 5 cây ép nữa. Là 10 cây nha cô chú anh chị. Một lô vậy là 10 cây. Cô chú anh chị mua thì đọc cái mã chữ giùm em ha. ABC nãy kia gì đó. Rồi 5 cây cuối nè. Em bán lần 10 cây không cô chú anh chị, không có bán lẻ nha. Hôm nay thông cảm nha. Tại vì nó nhỏ cái em gửi nó quý nó cao quá à. Em gửi em bán lẻ không có lời. Cô chú anh chị thông cảm. Rồi cái này là ê. 5 cây ê đầu tiên. Hoành lớn nhất là 22. Nhỏ nhất là 11 nha cô chú anh chị. Là 5 cây đầu, 5 cây ê. Giá là 750 ngàn nha cô chú anh chị. Em bán là 10 cây không nha. Rồi tới 5 cây ê. 5 cây ê tiếp theo. Cô chú anh chị nào mua lô nào thì báo cho em, báo mã số, báo cái chữ ABC này kia đó, rồi nói với em muốn coi hình thì em chụp cho coi 10 cây. Rồi cái này là U cô chú anh chị, 10 cây U 600 ngàn. 10 cây U 600 ngàn. Để em đo hoành nhỏ nhất đi. Rồi hồi cây kia có lớn em đo. Nhỏ nhất là 10. Để một hồi lớn nhất cái 5 cây cuối kìa có cây lớn nhất. Cái này là 600 nha cô chú anh chị. 5 cây đầu. 5 cây U đầu tiên. 600. Là lô này là 600, 10 cây. Em để là có bự có nhỏ. Rồi 5 cây U tiếp theo nè. Đo hoành lớn nhất. Lớn nhất là 15. Rồi G này là cuối cùng nha cô chú anh chị. Lô G 10 cây này là cuối cùng, là cuối clip luôn. Lô G này là 610 cây. Cô chú anh chị mua thì mua 10 cây nha. Lặng 10 cây em không có bán lẻ nha. Dạ. Để em đo cây này nhỏ nhất đi. Mà nhỏ nhất.
Nhỏ nhất là 11 nha cô chú anh chị. Rồi, 5 cây gờ đầu tiên, tới 5 cây gờ tiếp theo cũng là cuối clip luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, cô chú anh chị nào mua thì muốn coi hình thì nhắn tin với em, chụp hình em gửi cho coi. Rồi, hoành lớn nhất là 16 hả cô chú anh chị. Lô gờ này là 600. Rồi, cũng là cuối clip luôn cô chú anh chị ơi. Em mến chào cô chú anh chị, hẹn gặp lại là clip sau nha.